Vậy là chúng ta vừa kết thúc sự kiện Apple Event 2020. Rất tiếc là trong sự kiện này đã không được giới thiệu ra một cái sản phẩm là Apple iPhone mới. Nhưng mà Apple cũng đã giới thiệu cho chúng ta rất nhiều các sản phẩm mới đến từ Apple. Vậy cùng mình tổng hợp xem đó là những cái gì nhá. Sản phẩm đầu tiên mà Apple giới thiệu cho chúng ta đó là Apple Watch Series 6. Apple Watch Series 6 thì mình cảm thấy dường như là Apple đã có một cái thiết kế nó hơi khác lạ một chút so với là Apple Series 5. Khi mà mình cảm thấy cái mặt đồng hồ nó trở nên là hơi thuôn dài một chút, nó không còn là một cái hình vuông nữa mà nó trở thành hình chữ nhật. Ngoài ra thì Apple còn giới thiệu luôn đó là một cái dây, chính xác là một cái dây chun cao su với tên gọi là Solo Loop. Với cái dây như này thì mình cảm thấy nó sẽ phù hợp hơn rất nhiều đối với những người mà thể dục thể thao. Vì đơn giản là cái dây này nó sẽ trở nên là chắc chắn hơn đối với những người sử dụng đấy. Còn đối với bản thân mình thì mình sẽ thích dùng những cái dây truyền thống hơn. Còn về cấu hình thì Apple Watch Series 6 sẽ sở hữu con chip là Apple Series 6 dựa theo cấu trúc của Apple A13 Bionic nên sẽ có một cái hiệu năng rất tốt. Chính vì nhờ hiệu năng này nên Apple Watch Series 6 đã được nâng cấp lên rất nhiều, đặc biệt là nâng cấp về phần Healthcare, ví dụ như là khả năng đo nồng độ oxy trong máu đã trở nên chính xác hơn. Và Apple Watch Series 6 chạy trên phiên bản là Watch OS 7 với rất nhiều tùy chỉnh khác, ví dụ như là chúng ta có thể cá nhân hóa mặt đồng hồ, có thể chèn thêm emoji vào để giúp cho màn hình của chúng ta, đồng hồ chúng ta là duy nhất, là độc nhất. Apple Watch Series 6 sẽ có 7 phiên bản tùy chọn và đặc biệt là có thêm một cái mà mình cảm thấy rất là hữu ích, đó chính là gói Family Setup. Với gói Family Setup thì chúng ta có thể sử dụng để có thể gọi là liên kết với tất cả mọi người xung quanh, từ gia đình, ông bà, bố mẹ, con cái, và có thể liên lạc với nhau và có thể theo dõi xem là con cái chúng ta đang ở đâu. Cái này thì mình càng thấy Apple đang xây dựng một hệ sinh thái cực kỳ tốt. Và mức giá của sản phẩm này là 399 đô cho bản GPS. Còn nếu như các bạn mà chưa có đủ tiền mà mua Apple Watch Series 6 thì Apple cũng giới thiệu cho chúng ta một chiếc đồng hồ nữa, Apple Watch SE. SE là một phiên bản rẻ hơn của Apple Watch Series 6, sử dụng con chip là Apple Series 5. Như Apple đã giới thiệu thì sẽ có sức mạnh nhanh gấp đôi so với Series 3. Series 3 ra cách đây cũng khoảng tầm 2 năm rồi, như vậy thì marketing như thế là rất chuẩn. Mình cảm thấy như vậy. Và cũng có một cái gói gọi là gói 4Kit, và mức giá khởi điểm cho sản phẩm này là 279 đô. Về phần mềm thì Apple giới thiệu ra một hệ sinh thái, đó là Apple One. Apple One sẽ bao gồm là Apple Music, Apple TV, Apple Arcade và iCloud. Đấy là gói cơ bản. Và sẽ có thêm hai ứng dụng nữa, đó chính là Apple News và Apple Fitness Plus. Apple Fitness Plus là một app hướng dẫn chúng ta có những cái bài tập giúp cho chúng ta có thể tăng cường sức khỏe. Và cái Apple Fitness Plus sẽ được stream ngay từ Apple Watch ra các cái thành phần khác, ví dụ là Apple TV hay là iPad. Mức giá bán của Apple One cho bản thường sẽ là 14,95 đô một tháng. Bản Family sẽ là 19,99 đô cho một tháng. Bản Premier sẽ là 295 đô. Và với bản Premier này sẽ được trang bị thêm đó là Apple News và Apple Fitness Plus. Sản phẩm công nghệ tiếp theo mà Apple giới thiệu đó chính là iPad hệ thứ 8. Đây là iPad sẽ kỷ niệm 10 năm của iPad do Apple sản xuất. Mẫu iPad này sử dụng con chip là A12 Bionic, màn hình sẽ là 10,2 inch Retina, chạy trên phiên bản là iPadOS 14 và vẫn được sử dụng là Apple Pencil. Và Apple Pencil trên mẫu iPad 8 này sẽ được nâng cấp thêm, và giá bán khởi điểm cho sản phẩm này đó chính là 329 đô. Còn cuối cùng, cái sản phẩm mà mình cảm thấy đó là điểm sáng trong Apple Event 2020 này, đó chính là iPad Air. Vì sao mình lại gọi đây là một cái điểm sáng? Vì nó cực kỳ công nghệ. Đầu tiên mình có thể kể đến đó chính là sử dụng con chip A14 Bionic. Và con chip A11 Bionic là con chip đầu tiên trên thế giới chạy trên tiến trình 5 nanomet. Với 5 nanomet thì hiệu năng nó sẽ như thế nào? Apple đã phân tích là con chip A14 Bionic sẽ có hiệu năng xử lý CPU nhanh hơn 40% và xử lý hình ảnh nhanh hơn 30% so với thế hệ trước. iPad Air 2020 sẽ sử dụng chuẩn sạc Type-C với công nghệ sạc nhanh lên đến 20W và có màn hình là 10,9 inch. Có thêm công nghệ là Touch ID thế hệ mới,
sẽ quét nhanh hơn, chính xác hơn và bảo mật hơn. Không chỉ vậy thì Touch ID sẽ được tích hợp ngay trên đốt nguồn để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng hơn nữa. iPad Air 2020 sẽ có 5 màu sắc cho các bạn tùy chọn. Và nói về thiết kế của iPad Air thì mình cảm thấy nó khá giống với những cái bản concept của iPhone 12 đang được lộ trên mạng nhưng mà được phóng to lên rất nhiều. Các bạn có thể thấy không? Cuối cùng là về phần iOS 14 và iPad 14 thì phần này Apple không giới thiệu nhiều, nó chỉ là thay đổi giao diện. Và những cái thay đổi như thế nào thì phải đợi trong ngày mai thì Apple mới công bố chính thức. Và đó là những cái thông tin mà mình tổng hợp được qua sự kiện Apple Event 2020. Mình cảm thấy Apple iPad Air là một cái điểm sáng, rất sáng trong sự kiện lần này. Đó là một cái bước tiến rất xa của Apple so với những người khác, so với các hãng khác làm công nghệ. Làm gì đã có ai chạy được con chip 5 nanomet như Apple đâu. Thế nên Apple Air là một sản phẩm mình rất muốn được trải nghiệm trong thời gian tới. Và đó là những cái thông tin mà mình tổng hợp được từ Apple Event 2020. Nếu như còn cái gì mà mình tổng hợp thiếu thì các bạn hãy vui lòng comment cho mình dưới nhá. Còn video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số video sau. Bye bye.